Xin chào bạn, mình là Huy, huấn luyện viên của Small Gym. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Steroid hay là không. Ok, hiện tại thì mình cũng đang làm về một series The Sprinter Project, là một project nói về việc cải thiện tốc độ cũng như là lực bộc phát nhằm để hỗ trợ cho những bạn đang muốn tham gia các trường đại học thể dục thể thao và với cái mục tiêu nghiêm túc trên con đường tập luyện. Nhưng mà tình hình dịch giã này quá là căng thẳng nên là rất khó để có thể tiếp tục. Vậy nên thì mình sẽ quay trở lại với các series về phân tích và chia sẻ mà các bạn muốn theo dõi nha. Và hôm nay chúng ta có chủ đề về Chun Sun, có sử dụng steroid hay là không. Hoàng Chun Sun là một vận động viên thể hình người Hàn Quốc, một trong những nhà vô địch tự nhiên của vũ trụ Muscle Manila vào năm 2016. Chun Sun cũng là một vận động viên, một diễn viên, một người mẫu và được xuất hiện trong nhiều quảng cáo truyền hình ở Hàn Quốc. Nói chung thì Chun Sun có một vẻ ngoài khá là dị, với phần thân trên khổng lồ và đặc biệt là phần cơ bụng. Chúng phải gọi là chi chít như múi mít, kiểu như là muốn bung ra khỏi cơ thể bất kỳ lúc nào vậy. Mình cũng rất ấn tượng với phần vai và ngực của Chun Sun. Chúng tạo cái hiệu ứng 3D cực kỳ khủng khiếp khi mà được quan sát qua những cái bức ảnh hay là video. Có cảm giác như là nhân vật hoạt hình được làm từ Photoshop vậy. Và tôi thề với các bạn rằng là phải đến một nửa trong những người lần đầu tiên mà nhìn thấy Chun Sun ấy, thì sẽ không tin được là người như thế này có thể thực sự tồn tại. Nói chung là không cần biết Chun Sun có sử dụng steroid hay là không, thì chúng ta cũng có một trong những người châu Á nổi tiếng nhất thế giới khi mà nói về cơ bắp. Một trong những màn cứu thua trông thấy của dân châu Á trước những hệ gen khủng khiếp như là dân Mỹ Phi. Chun Sun như là một phiên bản Terry Crews của châu Á vậy. Vũ đạo rất tuyệt vời, cu thời trang cũng khá là đỉnh. Trong khi thì mọi người vẫn nghĩ rằng là mấy anh cơ bắp thì đều thô kệch. Đem một cái là Chun Sun luôn tuyên bố rằng mình là một trong những vận động viên thể hình, người mẫu thể thao tự nhiên và được yêu thích nhất trên thế giới. Hay một vài năm trước đây thì việc mà Việt Nam của chúng ta có một bài báo chia sẻ về việc Chun Sun cập bụng khoảng 3.000 lần mỗi ngày. Và vì là một người tập luyện tự nhiên nên anh ta cần chăm chỉ gấp nhiều lần so với các vận động viên sử dụng steroid khác. Giờ nghĩ lại thì thực sự chả có cách nào để tôi có thể tin rằng đó là một body tự nhiên, kể cả có chăm chỉ đến mức nào. Chun Sun quá khổng lồ, mọi thứ quá rõ ràng khi mà đánh giá rằng anh ta có sử dụng steroid hay không. Nhưng mà nếu hiểu kiểu gì thì các bạn vẫn muốn nghe tôi nói, đúng không ạ? Vì các bạn cũng biết rằng là tôi không suy đoán trong bất kỳ bài viết nào mà luôn tìm dẫn chứng cụ thể khi mà nói về quan điểm của mình, đúng không? Ok, ở Small Gym chúng ta không suy đoán chỉ vì là trông anh ta quá to. Hãy cùng đến với những dẫn chứng của video hôm nay. Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào liên đoàn và giải đấu mà Chun Sun đã vô địch vào năm 2016, đó chính là Muscle Manila. Nhìn vào liên đoàn mà vận động viên thể hình đó thi đấu sẽ là một cách để đánh giá xem là họ có tự nhiên hay không. Đặc biệt là nếu đó là một liên đoàn có quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Ở trên website của Muscle Manila có ghi rất rõ ràng rằng là các cái tiêu chí mà kiểm tra của họ đó là 5 vận động viên thể hình top đầu sẽ phải thực hiện bài kiểm tra phân tích nước tiểu ngay sau khi mà kết thúc thi đấu ở trên sân khấu. Và những người bị phát hiện có sử dụng bất kỳ loại steroid nào ấy, thì họ sẽ bị loại và bị cấm thi đấu trong ít nhất là 2 năm. Vì vậy, để vượt qua cái bài kiểm tra này thì đơn giản là các bạn chỉ cần off steroid ở trong cái thời gian thích hợp để làm sao mà mọi thứ ở trong nước tiểu của bạn tại thời điểm kiểm tra biến mất hoàn toàn. Muốn hiểu hơn về cái vấn đề này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về chu kỳ bán dã của steroid nhé. Giải thích đơn giản là thời gian cần thiết cho một nửa cái số thuốc được loại bỏ khỏi cơ thể. Ok, khi mà bạn biết chính xác ngày thi đấu thì bạn cũng biết chính xác luôn là ngày kiểm tra thuốc luôn. Rất dễ để qua mắt trong cái vấn đề này. Bây giờ xoay qua một vấn đề nghiêm ngặt hơn trong cái quy trình kiểm duyệt của các liên đoàn. Ví dụ như là cơn sốt cử tạ, họ sẽ thực hiện rất nhiều bài kiểm tra khác nhau được tiến hành vào các thời điểm ngẫu nhiên ở trong năm, chứ không phải là chỉ sau khi thi đấu. Ví dụ như là năm 2020 thì chúng ta đã có 2 vận động viên bị cấm thi đấu là Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Đình Sang khi mà họ dương tính với Osandrolone, hay với cái tên quen thuộc khác đó chính là Anava, là một loại steroid mà chúng ta đã nhắc đến ở trong bài phân tích Trisbamtet. Vì vậy, chúng ta biết rằng những người sử dụng steroid có thể thi đấu ở trong các cuộc thi thể hình tự nhiên của Muscle Manila. Tuy nhiên, đây không phải là bằng chứng chứng minh là Chun Sun có sử dụng steroid nhé. Để đánh giá một người có sử dụng steroid hay không, cách tốt nhất là đi ngược lại dòng thời gian. Chỉ cần đánh giá một vài những cái đột biến bất ngờ theo quỹ thời gian của họ thì mọi thứ sẽ đều rõ ràng. Chúng ta có Chun Sun của năm 18 tuổi, sở hữu thể trạng khá là tốt. Mình nghĩ rằng đây là bức ảnh được chụp khi mà đã tập luyện khoảng 2-3 năm rồi. Ok, 19 tuổi, độ khô thì vẫn xem xem như vậy. Mình thấy là có nhỉnh hơn một chút về độ dày cơ bắp. Như thế này có thể coi là một body diễn viên trong mắt chị em rồi, đúng không ạ?
Thời điểm tiếp theo, 25 tuổi. Mình cho rằng đây là thời điểm mắc nature của Chun Sun. Độ dày thân trên cực kỳ tốt. Phải công nhận là dù có so sánh với các dân chơi gốc Phi thì để sở hữu khung vai ngực như thế này cũng không phải là điều dễ dàng. Từ năm 25 đến 27 tuổi, không có gì thay đổi đáng kể. Có chăng chỉ là góc chụp thôi. Và đây, một năm tiếp theo, mình nghĩ rằng Chun Sun phải update thêm khoảng tầm 10kg cơ bắp. Vai bắt đầu lộ rõ điểm 3D rất tròn, trong khi thì ổ bụng vẫn còn khá nhỏ. Từ đây thì chúng ta bắt đầu lộ diện những bức ảnh siêu cấp quái vật khổng lồ. Và một vấn đề nữa là vấn đề về hói đầu. Ở những năm 2016, trong các clip nhảy nhót của Chun Sun ấy, thì mình có để ý là mái tóc nhìn có vẻ là không ổn lắm. Đặc biệt là năm 2017, các bạn có thể thấy là cái khoảng trắng ở trên đỉnh đầu của thanh niên này. Ok, steroid được cho là nguyên nhân gây rụng tóc ở nam giới bằng cách khiến cho cơ thể của bạn sản sinh quá nhiều dihydrotestosterone, viết tắt là DHT. DHT là một hormone steroid ở nam được sản xuất tự nhiên dưới dạng sản phẩm phụ của testosterone. Có khoảng 10% số lượng testosterone được chuyển hóa thành DHT. Vậy nên thì càng có nhiều testosterone thì sẽ càng có nhiều DHT được chuyển hóa. Nguyên nhân thì chưa xác định được rõ ràng, nhưng mà DHT có khả năng thúc đẩy quá trình rụng và tạo tóc mới. Điều này làm đẩy nhanh quá trình tạo lông và tóc. Chỗ này thì nghe có vẻ hơi khó hiểu, đặc biệt là cái việc mà đẩy nhanh cái quá trình tạo lông và tóc lại tăng cái khả năng hói đầu. Được rồi, để mình giải thích cho các bạn một chút nhé. Ở đây thì chúng ta có 4 giai đoạn của quá trình phát triển tóc. Tăng trưởng, chuyển đổi, thoái hóa và tăng trưởng mới. Trong khi thời gian để tóc phát triển và tăng trưởng trung bình là khoảng tầm 4 năm, thì các giai đoạn còn lại cộng tổng vào cũng chỉ khoảng 4 tháng. Vậy nên thì tóc mới có thể mọc dài đến hàng mét nếu mà chúng ta không cắt. Các bạn có thể thấy ở giai đoạn đầu tiên này, giai đoạn tăng trưởng, tóc của nữ có thể phát triển khoảng 6 đến 8 năm, trong khi tóc của nam giới thì chỉ khoảng tầm 2 đến 3 năm thôi. Điều này được cho rằng ấy là do testosterone, hoặc chính xác hơn là dihydrotestosterone. Chúng đẩy nhanh cái quá trình tạo tóc mới và phá hủy. Và cái việc thúc đẩy quá trình tạo tóc mới này lặp đi lặp lại thì làm cho các cái nang lông trên cơ thể ấy, vốn nhỏ trở nên to hơn, giúp thúc đẩy phát triển cái quá trình phát triển lông quanh cơ thể. Nhưng khi mà áp dụng với cái nang tóc vốn đã phát triển to sẵn rồi ấy, thì việc thúc đẩy nhanh quá trình tạo mới và phá hủy này ấy, thì lại là một cái bất lợi. Bởi chúng làm cho tóc rụng nhanh hơn, làm rút ngắn giai đoạn tăng trưởng anagen của các nang tóc và có thể làm rút ngắn thời gian phát triển của tóc chỉ còn khoảng 1 đến 4 tháng thay vì là vài năm như ở trên. Và điều này vô hình chung làm cho các nang tóc trở nên nhỏ dần. Khi mà các nang tóc trở nên nhỏ dần ấy, thân tóc trở nên mỏng hơn qua mỗi lần mà quá trình tóc mọc rồi rụng. Cuối cùng thì tóc trở nên giống như là sợi tơ, sợi tóc mềm và nhẹ như là thấy được trong trẻ sơ sinh vậy. Theo nghiên cứu cho thấy thì những người sử dụng steroid sẽ có mức DHT cao hơn người bình thường. Đồng thời thì họ cũng thường gặp phải các cái tình trạng rụng tóc nhiều hơn. Nên thực ra thì việc hói đầu cũng được cho là một điểm nhận biết những cá thể có lượng testosterone dồi dào và có thể là hoàn toàn tự nhiên nhá. Với điều kiện là cá thể này phải sống ở trong một cái cuộc sống mà cực kỳ là healthy, chứ không phải là uống rượu bia hay là hút thuốc lá cả ngày đâu nhá. Ok, điểm quan tâm cuối cùng, tại sao sử dụng steroid lâu như vậy mà Chun Sun vẫn có thể có con? Phần này thì sẽ đi sâu hơn rất rất nhiều so với cái quá trình mọc tóc ở trên. Vậy nên thì chúng ta sẽ dành riêng cho nó một phần video thứ hai nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Với các bạn có nhu cầu đăng ký tập luyện online, offline cũng như là đăng ký mua sách chỉ dẫn cơ bắp hay là 13 tuần giảm mỡ thì các bạn có thể liên hệ cho mình tại fanpage Small Gym, Instagram của mình là small.gym hay là Facebook cá nhân của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình là Huy và mình là huấn luyện viên của Small Gym. Còn giờ thì bye bye.